hay hay hay. Mẹ về xem đất cát thế nào, tính luôn quả vụ này. Chính là chỗ này vào phân chia đất được. Không bằng đúng không? Không bằng. Mẹ. Tự thỏa thuận nghe chừng là không bằng lòng đâu. Đấy, có cái vạt đấy bây giờ là tính luôn đi. Giải quyết bằng trận tennis đi. Ông nào nhận bên trái, ông nào nhận bên phải. Bây giờ đánh lại lại phải nhận hiếu này. Đấy, anh Thành ạ. Để hai anh em này làm trận mẹ vạt đất đấy, có cái vạt đất phải xử lý. 10 phút thì xong, lúc đấy mấy anh em mình chuẩn bị là vừa. Đang phân chia đất. Có một cái dẻo đất thừa mà mẹ. Thơm lắm, người gửi xem. Đất đông rồi, thơm này. 600. Đây hóa đơn đây. Đấy, anh giả luôn đây. Anh giả 300, anh thua 300. Hôm nay đánh tẹt. Hôm nay thì ăn tẹt. À đấy, chết rồi, trừ luôn. Anh giả 600, em lại giả anh 300. Rồi anh giả chiến xia tiền. Anh thua 300. Rồi. 3 trận 300. Đây 300 của anh đây. Đây 300 của anh đây. Anh Cương ơi. Anh Cương. Ờ ok. Bao nhiêu rồi? Rồi rồi 300 cầm ấy rồi. Cúp em anh em 500. Tao có bộ một thùng bia. Ấy là két bia đấy. 500. Nhưng mà hôm nay em bị nhiều quá rồi. Không sao anh. Bị nhiều quá. Cái này 500 thôi nhá. Cái này anh nghĩ là để tuần sau em đánh với thằng kia. Không. Thôi thằng kia thôi. Không, thôi kia bỏ đi. Hôm nay thua 500 rồi lại còn 500 nữa nhá, 1 triệu nhá. Nặng quá. Không. Việc nào chắc việc đấy. Này thì dê ăn hôm nay thịt hưu ăn cho nó tẹt. Tại vì dê để cái chỗ này cái múc. Không cần phải lẩu thành ấy, thành này các bạn. Bấm thành. Ui. Bảo đấy cũng đẹp rồi đấy, lấy góc với ăn luôn. Sập thầm. Sập thầm này nó là chuẩn bị nó không. Anh em tranh nhau mấy quả ngon quá. Vàng. Một lỗi rồi. Đi ba bảo mẹ đi cho nó cắt. Đi ba vào trái. Ôi giời. Thôi. Mẹ. Hiếu bảo mày mày cứ mày cắt thoải mái mày bảo thế. Cho mày cắt. Cho mày cắt. Đi về cờ bạc rồi đéo gì đéo. Mẹ phạt đất. Đi mẹ phạt đất rồi. Những kiểu cắt đất vậy, xẻo liên tục. Đấy, cho mày cắt. Anh em này nuôi ra nhau chia đất hay đấy. Anh em này thay dâu ra tạm đi. Tắm luôn đi, tắm luôn. Mà nó cũng hết nước nóng rồi. Nước nó chỉ còn tan giá thôi. Nhưng mà từ đấy cái nước này chắc là nóng. Ừ. À bây giờ trả nóng, và đây anh cũng trả lên nóng. Anh ấy bảo bình thường là quên bật mà. Ở đó toàn đông ra, nó toàn xả nước đây này. Đông rồi. Nó toàn xả vòi đây. Không, nhưng bây giờ mà tắm đấy lạnh lắm. Bây giờ thì hơi lạnh, rồi mùa hè nữa. Mà nó sốc nhiệt, mình nên tắm nước ấm. Mình chơi thể thao xong đừng tắm nước lạnh. Nước nóng già để nó tỉnh ấy. Đúng rồi, để cho nó xe lỗ chân lông lại, nó đỡ nguy hiểm. Mình tắm lạnh nữa thì... Quả đuối đâu? Ôi giời ơi. Quả vuốt trơn góc này. Vuốt vuốt ở góc này. Vuốt trơn phát là ăn. Điều chỉnh dần ra, đánh lệch hai góc thêm tí nữa anh hiểu. Đây, 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 xà phòng cứ giả
Vẫn phải lùi chân mà đánh cho nó tử tế. Ở đấy một đấy. Một đấy. 7-8 người chị ơi. Một mâm thôi. Một mâm. Không chứ, bây giờ nó đi mua mò hay gì. Nó mua nồi lẩu thôi mà. Nồi lẩu thôi mà. Lẩu đuôi mới cả gân mới gầu. Ăn cái này vào nữa là đục cùng một dòng là ngon rồi. Đó mạnh lên như bạn đấy. Để lang gì mà. Đấy. Đo mạnh lên một tí và lệch về hai góc tí nữa mà không, đừng để đo an toàn quá. Đấy. Quả kia ngoài ấy. Quả đấy ngoài đấy. Quả của anh Thanh là ngoài. Ngoài vào. Chuẩn. Một. Hình lệ tương tàn mà căng phết đấy. Hay. Anh chả. Đi gần nữa. Trời ơi. Phải xa thì thôi, thằng bị bẹt đồng hao kia thì phải bê cái bụng với phải chạy thì khổ đời mày. Thôi rồi. Nay thì đồng hao đấy. Xiết nợ một quả. Nay thì đồng hao này. Còn Nguyễn. Hay quá. Cho quả Nguyễn nợ. Ui ơi, đẹp quá. Còn cắt hay còn hay hơn. Đặt thế nào được quả đấy anh hiểu đấy khó. Quả đấy anh cắt kia hiểm đấy. Đặt quả đấy phải ngang vợt này này. Quả đấy à, kê để bóng nó sang là thành công chứ đừng nói là đặt ai quả người ta đánh khó như thế. Đấy, thấy chưa? Siết nợ. Lấy gậy ông đập lưng ông, siết lại ngay. Cắt trẻ đi, cắt đi. Đấy, phải đóng trẻ đâu, đi mẹ nó mệt rồi. Đấy, ông. Hay, hay. À, nó mệt rồi, em đánh vào rồi, thử lực nó. Đi mẹ nó xin. Cho dùng, quả ngắn, quả dài. Dùng chính cắt để triệt hạ. Kinh thật. Trong 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 thế à? Chơi kiểu cửa trên. Kiểu cửa trên. Cửa trên. Chơi kiểu... Đi miếng đất như chơi. Cửa trên. Mẹ. Dám lấy miếng đất ra chơi không? Chia tài sản. Khó lắm. Rồi. Đặt nào được quả đấy. Đấy bóng này à. Đá ra. Kinh. Thế lại lúc thắng lại bảo là tại quả bóng. Úi giời xong. Chặt thể lực quá hai ông này. Ao à. Ao à. Chặt thể lực lắm. Cắt à? Còn Nguyên. Ê, ai em không đấy, kịp. Em được đấy. Em được. Khôn quá. Trời ơi, đánh khó chịu quá nhỉ. Ấy, trời hay quá quả. Nhấc được bụng lên. Đứng mẹ lên. Ăn quả. Ây bây giờ này. À, đứng đấy là không đủ quãng đường. Bình thường là. Đứng đấy là quãng đường nó ngắn quá. Cho cái đi bẹo phải rình bên tai đi cái. Đứng cao cho dầm bên tai cái. Sao đứng đấy? Chắc biết dầm bên tai cái. Điều quá nhỉ. Không đứng được.
đỡ. Bị bẻ góc sút rộng. Đứng đấy là góc sút rộng. Chơi chơi quả trên cơ quá. Bao nhiêu rồi? Quán mẹ sập hầm làm 2 miếng. À 31. 13. 1. Hiếu lại phải hiếu phải tắm. Hiếu này nó phải tắm. Hiếu. Hiếu này thích ra nên ra đòn mình ra lại ngay. Hiếu này anh hay quá hôm nay này anh. Đôi câu cả với anh Cường mà như bóng nặng nó lại hợp. Cường cái cắt này không hỏng và không hổ. Đặt điếc cái trái cái nhà hỏng và chanh. Quả trái lúc cái trận đầu ấy thì em bị hơi lạ nhưng trận sau em bắt hết. Bắt hết hỏng hỏng hết thì chứ không ngờ được. Quả người mươi gần như ngon bọn anh có điểm. Ôi giời. Thì lại thua. Không người thắng nổi được. Không được. Đấy nhiệt tình chạy nhiệt tình lên anh Thành ấy. Học cái gì thì học vẫn phải học để đoa thì mới có cơ hội thắng. Chứ còn thế học thì cắt học cái gì ở đánh đôi thì đơn không thôi. Không. Đập nhẹ mà em chạy nhanh như thế thì bao khoảng 10-10 rồi cô hỏi. Mẹ thắng 4-1 rồi. Mẹ cô ngược. Đang thế trận tấn công tự nhiên cắt lại thành thế trận. Hay quá anh Hiếu ơi. Đoa winner. Nếu có tắm thì tắm ở đây này.